không sao, tất cả mọi người hôm nay mình sẽ làm video về top 5 người chơi Genshin Impact. Thì trong top 5 này thì sẽ bao gồm 5 người mà mình đã để link ở kênh của những 5 người ở bên dưới, hãy subscribe cho cả 5 bọn họ để ủng hộ. Vị trí thứ 5 trong sách này là một người khá nổi tiếng là Ekka. Nhân vật này đã đây là một người phải nói là giỏi vô cùng, mình chỉ biết nó thế thôi. Thực ra là người ta đã chơi ra khá nhiều những game khác nhau, chơi khá nhiều những game khác nhau, từ game mà nó quen thuộc như Piano Time đến một game mà nó có phần xa lạ một tí như là Dynamic hay là Titus Limo Osu Zem Osu gì đó gì đấy. Nói chung anh ta chơi rất nhiều. Và mình cũng thấy rằng là về cái sinh này cũng không hề kém cạnh chút nào. Theo sinh này cũng chơi rất nhanh và làm khá nhiều video và đều hoàn thành một lúc hoàn hảo và hoàn thành 100% và không mà không để rớt hạng nào. Nói chung như thế thôi, cũng chỉ nói qua qua vậy thôi, cũng chỉ nói đây thôi. Hãy nhớ subscribe để ủng hộ anh ấy. Người thứ xếp vị thứ tư chắc này là x x cái mới không biết đây là của gì đó. Thì đây cũng là một nhân vật khá nổi tiếng, khi mà anh ta luôn là người mà tìm ra những cái out of map glitch, những cái trục trặc ra khỏi map này. Thường là anh ta tìm người tiến đầu tiên. Trước đây thì là thường những cái out of map này là do tạo ra bởi Benta, sắp tới sẽ có. Nhưng bây giờ thì có lẽ anh đang đi ngang một bước, có lẽ thôi. Và anh cũng chơi cũng màn từ những thứ hai cũng khá tốt. Và còn làm về mấy clip là có lẽ không ai biết, rất ít người biết những clip này, còn có thể tham khảo một ít gì đó thì mấy cái kìa. Kênh hiện tại là 1.750 đăng ký. Chắc ở thứ 3 sách này đó là một người Việt Nam. Hãy cùng xem nó là ai. Rồi để cầm một tay quá. Rồi Tuấn Nguyễn, nó tên Tuấn Nguyễn, một người chơi nổi tiếng Việt Nam về tựa game Tết Xuân Lai, một tựa game phải nói là khá là hại não, khá chi hại não ấy. Đó. Và đồng thời thì anh cũng là có lẽ là người chơi Việt Nam giỏi nhất trong này luôn. Và ngoài ra thì kênh của anh có hợp tác với một kênh mà cũng khá là nổi tiếng rồi nhỉ, có hợp tác một kênh đó là kênh Azure. Kênh Azure đến mình sẽ cùng xem. Thì bạn này chơi cũng khá nhiều và nổi tiếng, đó chính là những cái video No Animation Clip được phát hiện ra được Benta. Mỗi video về No Animation, tôi tiếc xin lỗi các bạn không có tiếng nhé. Thì nó là video mình quay hiện tại là không, do không có la này, không có la, không có tiếng. Đó, không có la. Đó. Nên là không có tiếng. Để làm khá nhiều video kiểu này. Có lẽ mình có khi chơi có cảnh có giả là hồn. Nói chung là No Animation là mọi thứ là không chuyển động. Còn cái clip này như nào hãy tham khảo kênh Benta, sắp tới mình sẽ đưa cho link. Bảo là đấy, từ video này sẽ được kết thúc. Mạng lát nữa, thôi vậy thôi. Nói chung là hãy đăng ký cho anh để ủng hộ người Việt Nam nhất ở trong sách này.
sẽ ở vị trí thứ hai đó là bên tai. Đây chính là người mà đầu tiên mà mình biết, bởi vì đây cũng là một người mà sơ có lẽ là giỏi gần nhất chứ chưa phải nhất, thế nên là bên thứ hai. Thì đây cũng là một người chơi khá nhiều game. Hiện tại thì anh ta đang tập chơi về The Lewis Dark. Hiện tại đang đã hoàn thành rất nhiều trò về The Symbol. Thì ra tiếc là sở này không chơi được thêm ở Việt Nam, mình cũng rất tiếc. Và Rules of Guy đó. Nhưng mà nói chung là Ashen Line vẫn là giỏi nhất. Nói chung là thế. Trước đây thì mấy bài này thường anh ta là người hoàn thành đầu tiên xong cả những người chơi đến thứ lại thì anh ta là những người đầu tiên để hoàn thành các cả màn chơi. Đây trước đây thì anh làm khá nhiều video thì anh sinh ra có cả màn hình rộng nữa, rồi là những ao ở mắt rồi trước kia là toàn anh em tìm ra, nhưng về sau thì dốc cái mới x đã tìm ra hết rồi. Đấy là sẽ có một bước là còn làm khá nhiều người clip nữa. Mình có thể tham khảo thêm để làm, nhưng có lẽ là mình cũng đã khá cũ rồi, không biết có làm được không thì bạn thử nhé, chứ mình không biết là gì. Và người số 1 trong vị trí này ấy, đó là một người có lẽ là không được đăng lên đây. Bà vừa quay bình tĩnh nói sơn là kênh Azure là kết hợp với hợp tác với kênh Tuấn Nguyễn ấy, kênh Azure đây nhá, mình có biết để luôn cho kênh Azure rồi. Là cũng kết hợp, cũng ra hợp tác với kênh Tuấn Nguyễn ấy, tạo ra khá nhiều video về No Animation Glitch. Và đồng thời kênh này cũng tạo ra khá nhiều những cái bản remix là do chính cái người làm kênh tạo ra ấy. Đấy, còn widescreen này. Nói chung là sơ cũng là làm được, cũng được không lỗi, nhưng mà lại không có cái này đó là khá là đẹp trước. Khá nhiều nghe ông ấy xin là cái gì thế để record được ba Tuấn Nguyễn này đấy, tức là những video này của Tuấn Nguyễn mà được cái answer những video của Tuấn Nguyễn. Thôi bây giờ các bạn là người nhất nên không nhiều thời gian đâu. Đó là Sabi B. Thì Sabi B cũng là một người hiện tại thì Sabi B luôn là người đầu tiên hoàn thành những cái màn mới ra, và là bảo cả No Animation Glitch đó có lẽ là người giỏi nhất. Bởi vì No Animation Glitch là một cực chặt vô cùng khó, thậm chí có khi nhìn còn xả ra cái hình đâu, nhưng mà anh ta luôn hoàn thành rất tốt công việc. Ủa, không tính đây là cái màn con ba bước mới ra đây. Mình chưa còn chưa thành công thì anh ta đã thành công đó. Đấy là thấy không? Nó hơi lắc này lắc. Chưa không có gì nữa. Rồi là có một màn nữa có lẽ khó nhất rồi, đó là The Mountain ấy. Rồi anh ta cũng hoàn thành không chết bạn nào. Rồi The Mountain rồi. Đây The Mountain rồi. Đây, cho lại xem màn, xem chiêm ngưỡng cái màn nó không thể nào chơi được. Có lẽ hiếm người nào chơi được, có lẽ hiếm nhắm mắt vào đó. Thấy chưa? Đảm bảo rằng mình chỗ này cơ mà lúc đó sắp xếp rồi. Ê à thế đấy. Nhạc rất đúng luôn. Rất là đúng theo nhạc mà mình không xếp được. Nhưng mà ở đây là No Animation thì nó không thể gọi là đó, không nhìn thấy cảnh đâu, chỉ nhìn thấy cảnh gọi là lúc mà không có cái chuyển động của các cái hình vẽ này, gọi là hoạt hình ấy, không có sự hoạt hình ấy thì nó trông như thế này đó. Bạn là sơn được không? Bạn là sơn được thì tưởng là sơn đôi đấy. Đó, và xem đây là danh sách 5 người chơi là top 5 của sau này. Nếu mà có ý kiến gì có thể comment bên dưới. Nếu kết thúc video tại đây, chào các bạn, hãy nhớ subscribe.